Theo dự báo, 3 ngày cuối tuần từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, miền Bắc mưa rào và rông vài nơi, người dân cần đề phòng lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh thành khác có thời tiết ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, Bắc Bộ mưa rào và rông vài nơi, Dự báo 3 ngày tới, nhiệt độ tại Hà Nội dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C. Trong đó, ngày 26 tháng 5 trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 33 độ C. Các ngày sau đó, Hà Nội có mây trời không mưa. Đêm 26 đến 28 tháng 5, Thanh Hóa Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chiều và tối, khu vực này có mưa rào và dông rải rác. Cũng trong khoảng thời gian từ đêm 26 đến 28 tháng 5, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên có mức nhiệt thấp nhất khoảng từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 đến 33 độ C. Trong khi nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ khoảng 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thay đổi thời tiết liên tục trong ngày là nguy cơ dẫn tới các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, sổ mũi. Vì vậy, quý vị nên chú ý trang phục khi di chuyển ngoài đường để tránh tình huống mưa dông bất chợt hoặc nắng nóng gay gắt ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.